Chào các bạn, mình là Sơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn với lệnh Snap, giờ tâm vật thể và Duplicate Special. Thì các cái lệnh này nó sẽ kết hợp với nhau để giúp mình mô đồ vật thể tốt hơn. Thì bây giờ mình cũng sẽ lấy ví dụ cụ thể luôn để các bạn hiểu cách sử dụng của các lệnh nha. Bây giờ mình sẽ mô đồ một cái bánh xe. Mình vào Create Polygon Primitive và mình vào cái khối bi này. Mình vào Input để điều chỉnh cái khối bi này. Mình cũng thay đổi nó tầm 4 cái như thế này. Rồi, mình scale lại. Mình xoay nó lên, đứng lên 90 độ. Thì đầu tiên mình chỉnh tí về các cái phần bên trong này. Cái bánh xe mình nó sẽ thoi thoải ra bên ngoài. Vậy nên mình sẽ chỉnh những cái vòng này. Mình scale và hơi đẩy ra một tí, bánh xe mình nó sẽ thoi thoải ra như này. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào là Insert Loop. Thì khi đó mình thêm các vòng loop vào. Các bạn thấy là nó chỉ thêm được một bên, nhưng mà mình muốn thêm hai bên thì mình sẽ sử dụng symmetry ha. Mình còn reset lại thì cái vật thể của mình nó đang đối xứng qua trục màu xanh lá này là trục y. Thì mình vào symmetry, mình chọn object y. Rồi bây giờ mình sẽ insert vào các cái vòng loop để điều chỉnh cho cái lớp xe này. Bấm quy thoát khỏi lệnh. Rồi mình chọn cái chế độ cạnh, mình sẽ nở rộng nó ra. Trong với vòng loop này thì mình sẽ scale lại một tí. Rồi, mình đã mô-đô cái lớp xe một cách cơ bản. Mình có thể chọn qua chế độ này để nó hiện cái lưới lên cho mình dễ mô-đô hơn ha. Rồi mình chọn cạnh, mình bevel những cái này tí xíu. Mình chọn qua cạnh, shift chuột phải vào bevel để tròn những cái khối này lên tí. Rồi, nãy giờ mình vẫn chưa nói về các cái lệnh snap kia. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái lệnh đó nha. Bây giờ mình muốn làm những cái gai của cái bánh xe này. Mình tạo cái khối hộp. Mở cái này ra. Mình vẫn vào input để điều chỉnh các thông số. Mình sẽ muốn điều chỉnh cái thông số width này. Mình chọn một cái. Rồi, mình scale nó lại. Mình chọn qua chế độ điểm. Bây giờ mình sẽ muốn làm những cái gai hình chữ V ha. Mình chọn quét chọn hai này. À, mình tắt cái object này tí xíu ha. Mình tắt cái đối xứng này. Hồi nãy giờ mình làm cái này xong rồi, mình tắt nó đi. Thì bây giờ mình quét chọn hai cái này. Mình đẩy xuống nó tạo thành cái khối chữ V. Thì bây giờ mình sẽ đẩy cái này lên để tạo ra chữ V. Thì các bạn thấy có một cái vấn đề đây là bây giờ mình muốn cái điểm này nó ngang với hai cái điểm này thì mình không thể nào mà mình ước chừng bằng mắt được. Vậy nên mình sẽ dùng snap để điều chỉnh. Thì mình sẽ nhấn thêm chữ V. Cái hình vuông này sẽ chuyển hình tròn và nó sẽ nháy lên cái này là mình snap điểm. Thì mình chọn vào cái trục mà mình muốn đẩy lên đẩy xuống. Mình chọn cái trục này, trục trái, và khi đó mình chỉ đến cái điểm này thì nó sẽ ngang với cái điểm đó. Dù mình chỉ qua điểm này nó sẽ ngang với điểm này, chỉ qua điểm này nó sẽ ngang với điểm này. Rồi mình thả trục ra và thả chữ V ra. Khi đó mình đã snap được cái điểm này và tạo được những cái cạnh song song như thế này. Mình scale lại một tí. Mình lại snap nó lên cái lớp xe này. Mình lại là giữ V và snap nó vào. Bấm F để zoom lên. Thì các bạn thấy là snap nó giúp cho mình thao tác rất là nhanh để điều chỉnh các cái model. Mình có thể scale lại, nhỏ lại. Mình đẩy nó qua cho nó phù hợp với cái gai trên bánh xe này. Trên bánh xe này thì nó có hai cái hàng gai ha. Rồi mình nhân đôi một cái ra nữa. Rồi, nâng lên chút xíu. Rồi, thì mình sẽ combine lại, shift chuột phải, combine lại để nó thành một khối. Thì bây giờ mình muốn nhân cái số gai này ra khỏi bánh xe thì không thể nào mình cứ nhân đôi từng cái như thế này rồi mình xoay. Thì thật sự là rất là khó để mà mình làm cho nó đều nhau được. Mình rất là khó. Cho nên mình sẽ sử dụng lệnh dời tâm và duplicate special để mình sẽ xoay một cái vòng gai quanh cái bánh xe này. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng dời tâm kết hợp với lệnh snap mình mới được học. Mình bấm D để mà mình có thể dời được cái tâm đi. Và bây giờ mình bấm thêm phím V và chọn vào mũi tên này, hướng này. Mình chọn vào cái điểm mình muốn snap. Mình muốn snap vào điểm này. Thì khi đó thả chuột ra và thả hai cái phím kia ra, nó sẽ snap vào đúng cái tâm của cái bánh xe này. Và khi đó mình chỉ cần dùng lệnh duplicate special để xoay một cái vòng quanh quanh xe này ha. Rồi mình vào
Edit và Duplicate Special. Mình bật cái ô hình vuông này lên thì các bạn thấy là nó có những cái này ha. Mình có thể vào Edit Reset Setting lại để ở chế độ mặc định. Thì mình chọn Geometry ở loại là Insulin và Group là World để mà mình có thể điều chỉnh các cái thông số của các cái gai này sau khi mà mình duplicate nó lên. Thì các bạn thấy có ba cái ô này chính là X, Y và Z. Thì bây giờ mình muốn xoay quanh cái trục màu đỏ này là trục X thì mình sẽ vào Rotate. Thì bây giờ mình muốn là cứ 6 độ nó sẽ hiện ra một cái. Vậy thì mình sẽ Rotate là 6. Và bởi vì là 360 độ chia 6 nó ra 60. Vậy nên mình sẽ nhân được 60 cái gai như thế này. Thì mình đã có một cái rồi, thì mình chỉ cần nhân 59 cái thôi. Rồi, mình apply. Rồi, mình đã có được cái vòng gai như thế này của bánh xe. Và bây giờ mình có thể điều chỉnh được ha. Bởi vì mình nhờ mình chọn vào cái Instant và World này. Mình vào chế độ điểm thì mình có thể điều chỉnh được ha. Mình có thể chọn hai cái điểm này. Rồi mình có thể điều chỉnh được W. Thì cái đó mình có thể điều chỉnh cái gai theo ý mình muốn. Thì cái này nó giúp cho mình có thể làm những cái ví dụ như là vảy rồng hay là những cái vảy áo giáp. Những cái gì mà có cái motif lặp đi lặp lại. Mình close lại. Rồi. Thì khi đó các bạn có thể model nhanh được một cái lớp xe trong cái gai như này nhờ những cái lệnh mà mình đã làm. Thì hy vọng qua clip này giúp cho các bạn tìm hiểu thêm một số lệnh để mình cùng với những cái lệnh cơ bản là insert, loop, extrude để mình model những vật thể phức tạp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.